ca khúc Khi tôi quỳ nơi chân Chúa được viết trong trại tù Tân Hiệp, Biên Hòa vào tháng 4 năm 1976 là một lời thống hối sâu xa. Nhưng vua David đã ăn năn hối cải, cầu xin Chúa tha tội cho mình. Trong Thi Thiên thứ 51, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi khi tôi quỳ nơi chân Chúa. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, lòng đau thương thương Chúa, Chúa không